Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị thành phố Đà Nẵng, gồm Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cùng các ông Trần Chí Cường, Trần Đình Chung tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu. Cùng dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị Đà Nẵng báo cáo những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ hai, cử tri quận Liên Chiểu đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, đặc biệt là việc đổi mới nội dung, hình thức của kỳ họp. Cử tri Hoàng Cảnh Mẫn, phường Hòa Minh kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý môi trường mạng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, vu khống người khác, kiến nghị chính phủ hỗ trợ giá xăng dầu để không ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Cử tri Hồ Quang Trung, phường Hòa Khánh Bắc đề nghị Trung ương phân bổ biên chế phù hợp cho cấp cơ sở, nhất là đối với thành phố Đà Nẵng đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tăng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách. Trung ương cần đầu tư ngân sách, sớm triển khai dự án xứng tầm để thành phố thực hiện tốt nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Cử tri Huỳnh Sự, phường Hòa Khánh Nam kiến nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi để các em học sinh đến trường. Đầu tư kinh phí triển khai các dự án động lực như làng đại học, dự án ga Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu. Cử tri Trương Mên, phường Hòa Khánh Bắc đề nghị thành phố có danh sách chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị Đà Nẵng đã trao đổi và thông tin thêm về những nội dung cử tri quận Liên Chiểu quan tâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng những quan tâm của cử tri quận Liên Chiểu liên quan đến công tác cán bộ là điều rất chính đáng. Trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Trung ương dành quyền cho thành phố trong việc phân bổ biên chế cho từng địa phương. Vấn đề quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức năng động, tinh thông nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ Trung ương. Liên quan đến việc thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng Trung ương sẽ hỗ trợ để thành phố sớm triển khai những dự án động lực có sức lan tỏa trong khu vực, nhưng đây chỉ mang tính xúc tác, nỗ lực chính là từ phía thành phố. Hai năm qua, do tình hình dịch bệnh nên ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thành phố. Do vậy, trong thời gian đến, cần thúc đẩy nhanh các dự án. Liên quan đến những kiến nghị của cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị. Thì tôi mong làm sao đó là các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận chỉ đạo để giải quyết, tháo gỡ kịp thời cho người dân. Và trách nhiệm của cấp ủy đảng, của chính quyền các cấp thì nó cũng chính là trách nhiệm của chúng ta phải luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, tháo gỡ kịp thời những cái khó khăn vướng mắc của người dân trên địa bàn.